Có tới 9 lần chiến thắng thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Việt Nam trông đợi vào một trận đấu thành công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Quyết tâm vào trận để giành chiến thắng là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ sau khi đội có được chiến thắng 6-1 trước đội tuyển Iran ở lượt trận trước. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Chin Liang, trọng tài người Trung Quốc. Trận đấu bắt đầu. Trên sân bây giờ thì chỉ có một mình duy nhất Phạm Hải Yến đang thi đấu cao nhất trên hàng công trong thành phần của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Rất quyết liệt. Đây là một đợt lên bóng của các cầu thủ Việt Nam. Tuyết Dung phạm lỗi rồi. Đó là tình huống mà số 3 Jin Mo Win bên phía Myanmar đã phạm lỗi với Tuyết Dung. Tuyết Dung lên bóng rất nhanh với tốc độ và hạm bóng cũng rất khéo. Và điều này đã khiến cho hậu vệ bên phía của đội bạn phải phạm lỗi. Đây là góc đá phạt thuận lợi cho những cầu thủ thuận chân trái. Sẽ có khá nhiều phương án lựa chọn cho Tuyết Dung. Treo bóng hoặc đá thẳng về khung thành của thủ môn Mia Phung Nhon. Bóng đã chạm tay một cầu thủ của đội tuyển Myanmar nhưng vừa rồi đã không có tiếng còi cất lên. Trận đấu vẫn đang tiếp tục khi mà một cầu thủ của đội tuyển Myanmar đang nằm sân. Ngoặt bóng rất khéo, cơ hội. Tiếc là cú dứt điểm vừa rồi đi trúng vào vị trí của thủ môn Mia Phung Nhon. Bóng được phá ra biên. Huỳnh Như hơi cá nhân một chút trong tình huống này. Có tới 3 cái bóng áo trắng đang có mặt trong khu vực 16m50 và nếu như số 19 của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam thực hiện một quả căng ngang hay đó là một đường chuyền có điểm rơi thôi thì cơ hội chắc chắn sẽ trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Tập trung số đông ở tuyến giữa và tấn công từ những tình huống đánh biên. Đây là những phương án mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Myanmar ông Roger Reyners đưa ra cho những học trò của mình. Vừa rồi là một pha xử lý chưa chính xác của đội tuyển Myanmar. Ye Yeo và Kim Mo Wai đang là những nhân tố di chuyển chiến thuật một cách linh hoạt bên phía đội bóng áo đỏ. Cắt bóng tốt. Mở tốc độ. Tốc độ rất tốt của Tuyết Dung. Tới cầu thủ thứ hai thì đội tuyển Việt Nam đã không thành công. Trọng tài dành cho Tuyết Dung của đội tuyển Việt Nam một chiếc thẻ vàng khi cho rằng số 7 của đội tuyển Việt Nam đã giả vờ ngã. Quyền chủ động trong pha tranh chấp vừa rồi thuộc về trung vệ của đội tuyển Myanmar. Theo quan sát trên sân của chúng tôi thì đó là một tình huống mà số 4 YY Aung bên phía Myanmar tắc bóng tốt nhưng không phải là một tình huống mà Tuyết Dung của chúng ta cố tình ngã để nhận một quả phạt. Tình huống bị phạt thẻ vàng có phần hơi oan. Tập luyện và thi đấu tốt hơn. Và họ cũng rất ghi nhận những công hiến. Không vào, rất may là sáng ngang đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Khi mà chúng tôi đang nói tới những sự công hiến của nhiều thế hệ bóng đá nữ Việt Nam thì đội tuyển Myanmar vừa có một pha tấn công rất nguy hiểm khi mà vừa rồi đã có một chút sai sót của các trung vệ đội tuyển Việt Nam. Cơ hội đã đến với Noah Lau Guofor. Kiều Trinh cũng đã băng ra rất nhanh và vì thế khiến cho số 8 của đội tuyển Myanmar không có được một cú dứt điểm tốt nhất. Nguyễn Thị Liễu. Và đoạt bóng của Nguyễn Thị Liễu. Vũ Thị Nhung. Băng vào. Rất tiếc là chưa có một cú chạm bóng chính xác. Đó là một thoáng mà Hải Yến đã thoát xuống để có thể đối mặt với thủ môn Mia Phung Nhon. Đã bắt đầu có những khoảng trống cho hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Quả tạt vừa tầm của Vũ Thị Nhung cho Hải Yến. Thành công!
Thủ môn Mia Phung Yon vừa rồi đã bị bất ngờ, nhưng tiếc rằng pha chạm bóng bằng đầu vừa rồi của Huỳnh Như chưa chính xác. Nó cũng giống với tình huống chạm bóng trước đó của Hải Yến, và cũng là một quả tạt từ cánh trái. Chỉ thiếu may mắn thôi chị Tiểu Huyền ạ. Hãy xem lại tình huống này. Huỳnh Như chủ động đưa ra một cú đội đầu khi mà phát hiện thủ thành của đối phương đang lên rất cao. Chúng ta sẽ cùng xem pha thoát xuống này. Nguyễn Thị Liễu quyết định đi bóng. Một đường căng ngang mà không có một điểm cắt nào được tạo ra. Vừa rồi thì tiền vệ trung tâm Nguyễn Thị Liễu đã di chuyển lệch sang cánh trái để cùng hỗ trợ theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nếu như một tiền đạo của đội tuyển Việt Nam băng cắt với một tốc độ lớn hơn, nhanh hơn thì sẽ có được một điểm cắt và tạo ra được một cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Mia Phung Yon. Thủ môn Kiều Trinh sinh năm 1985 và hơn người đồng đội trẻ nhất trên sân là Trương Thị Kiều tới 10 tuổi. Tuyết Dung, đây có thể sẽ là pha lên bóng cuối cùng trong hiệp 1. Vũ Thị Nhung đã bị lỡ đà và không có cơ hội để tung ra cú sút. Và đua tốc độ. Nó là vua phò. Đúng lúc này thì trọng tài Chin Liang đã nổi tiếng còi khép lại một hiệp đấu rất căng thẳng và cho thấy hai đội đều đã có một sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu được ví như chung kết của bảng D. Hai đội rời sân tạm nghỉ với kết quả không đều, chưa đội bóng nào thành công trong việc mở tỷ số nhưng cũng đã có những cơ hội được tạo. Bên phía đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã cho các cầu thủ đội hình chính thức của chúng ta có một bước chạy đà trong trận đấu gặp đội tuyển Iran. Cơ hội không vào. Hoan hô thủ thành Phung Yon bên phía đội tuyển bóng đá nữ Myanmar trong tình huống vừa rồi. Chị đã phản xạ rất nhanh. Những tình huống đánh đầu của Huỳnh Như rất kỹ thuật. Đó là một trong những hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Quả phạt góc của Vũ Thị Nhung. Huỳnh Như đã rất tiếc cho cơ hội dứt điểm cận thành vừa rồi. Một pha xoay người và xử lý rất nhanh. Vẫn là quả tạt từ bên cánh trái, lần này thì người tạt bóng là Nguyễn Thị Xuyến. Pha tiếp bóng rất nhanh. Đây là một pha tấn công hiện đại của đội tuyển Việt Nam. Áp sát rất nhanh. Trọng tài đã xác định bóng chạm tay số 2 của đội tuyển Myanmar, Kim Than Wai. Bây giờ là một quả đá phạt với hướng sút chếch về bên trái. Và có cả Vũ Thị Nhung nữa. Rất nguy hiểm, không vào. Cần mạnh hơn một chút nữa, thủ môn Mia Phung Yon vẫn phán đoán được. Pha phối hợp đá phạt có ý đồ của đội tuyển Việt Nam. Bóng hướng vào góc xa và đó là góc sút mà thủ môn của đội tuyển Myanmar đã phán đoán trước. Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1987 và khoảng 8 năm qua đã là một cầu thủ đá cánh thuộc dạng tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Huỳnh Như. Huỳnh Như đang tìm đồng đội để hỗ trợ. Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Thị Liễu. Vẫn còn, đây là Tuyết Dung. Rất khôn ngoan. Cơ hội cho Tuyết Dung. Lần thứ hai thì đã có bàn thắng. Và các bạn thân mến, lúc này thì sân vận động đang nổ tung. Bàn thắng mà các cổ động viên và đội tuyển Việt Nam đã rất chờ đợi. Anh Kỳ Lân thấy sao? Tuyết Dung rất bình tĩnh trong pha bóng vừa rồi, không vội dứt điểm. Đi bóng thêm 2 nhịp nữa rồi mới dứt điểm. Rất tuyệt vời. Đang khen cho Vũ Thị Nhung trong Tuyết Dung trong tình huống vừa rồi. Nhưng cũng phải nói thêm là có khá nhiều lựa chọn cho Tuyết Dung khi mà ở hệ thống cánh chúng ta vẫn có một cái bóng áo trắng. Chính vì vậy mà khiến cho trung vệ của Myanmar đã không thể phán đoán được là Tuyết Dung liệu đi bóng hay truyền ngang sang bên phía cánh phải. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải dành một lời khen rất lớn cho Tuyết Dung với sự mạnh dạn vừa rồi.
vẫn là cái tên mà tôi chờ đợi từ đầu trận đấu đến giờ, đó là hai cầu thủ thi đấu bên hành lang cánh. Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Liễu, đánh đâu? Rất tiếc là bóng cao hơn vị trí lựa chọn của Hải Yến. Thế trận đang diễn ra theo hướng có lợi hơn rất nhiều cho các cầu thủ của chúng ta. Tuyết Dung, hai cầu thủ chạy cánh vừa thực hiện một đường truyền rất chuẩn xác cho nhau, đổi cánh thành công. Vũ Thị Dung, cơ hội rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Cơ hội dứt điểm tuyến hai, Nguyễn Thị Hòa đã bắt đầu có những khoảng trống để các tiền vệ của chúng ta chiếm lĩnh được. Tuyết Dung không vội, đang chờ đợi đồng đội lên để thực hiện những pha phối hợp. Nguyễn Thị Xuyến, cơ hội để dứt điểm chăng? Đánh đâu? Không vào. Vẫn là pha đón bóng có điểm rơi của Huỳnh Như với ý đồ đánh đầu về góc xa không thành của đội tuyển Myanmar. Huỳnh Như có không dưới 3 cơ hội kể từ đầu trận. Rất tốt, Hải Yến, Huỳnh Như. Một mình Huỳnh Như đối mặt với 3 cầu thủ của đội tuyển Myanmar. Cơ hội để dứt điểm. Cũng không có lựa chọn nào khác cho Huỳnh Như khi mà các đồng đội chưa kịp di chuyển lên để thực hiện một tình huống phối hợp. Dường như vừa rồi trọng tài cho đội tuyển Việt Nam được phép lợi thế sau khi Hải Yến bị phạm lỗi ở khu vực giữa sân và khiến cho pha phản công của đội tuyển Việt Nam từ 2 cầu thủ áo trắng chỉ còn 1. Huấn luyện viên Roger Werner đang thúc giục các học trò tấn công. Vũ Thị Nhung. Vũ Thị Nhung thi đấu rất lan xả và tinh thần thi đấu rất đáng hoan nghênh. Huỳnh Như che chắn rất khéo. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Không dứt điểm. Bóng đi ngang khung thành của đội tuyển Myanmar và không có điểm cắt nào. Thực sự rất đáng tiếc. Những diễn biến liên tục, khẩn trương. Chưa có một chút khó khăn nào với khung thành của Kiều Trinh ở tình huống vừa rồi. Thúy Hằng vào sân thay cho Hải Yến. Sự thay đổi người đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Một tiền đạo được vào sân. Một tiền đạo trẻ được vào sân. Và rất có thể với sự thay đổi này thì tôi nghĩ rằng Huỳnh Như lại thi đấu thấp hơn một chút để gần với cặp tiền vệ trung tâm. Chắc chắn là như vậy rồi, đây sẽ là cầu nối. Và Thúy Hằng sẽ thi đấu cao nhất trên hàng công. Huỳnh Như với khả năng càn lướt thì hoàn toàn có thể đóng vai trò như một nửa tiền đạo, một nửa tiền vệ. Tuyết Dung, cơ hội đối mặt. Vẫn còn penalty. Penalty không? Cần phải có penalty. Đó là một quả penalty. Và tôi nghĩ rằng cần phải có thẻ phạt cho thủ môn của đội tuyển Myanmar nữa. Đúng vậy, và đó là một chiếc thẻ vàng. Quan điểm cá nhân tôi thì đó là một sai lầm của Phu Nhon. Tuyết Dung đã bị chậm trong thời điểm trước đó ở quả dứt điểm. Và khả năng bật dậy đi tiếp để có thể đưa ra một tình huống dứt điểm tiếp theo cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhưng chiếc thẻ vàng dành cho Nhon, thủ thành bên phía Myanmar là hoàn toàn chuẩn xác. Và một quả penalty cũng không có gì phải bàn cãi nữa. Cơ hội để nâng lên 2-0. Và nếu như tình huống này thành công thì chắc chắn sẽ là một cơ hội thực sự lớn hơn rất nhiều nữa trong việc giành ngôi đầu bảng D và giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2018. Thẻ vàng dành cho thủ môn Mia Phung Yon. Và bây giờ thì thủ môn của đội tuyển Myanmar sẽ phải đối mặt với tiền đạo Huỳnh Như của đội tuyển Việt Nam từ trên chấm 11m. Dù đã dẫn 1-0 nhưng đây vẫn là những giây phút rất hồi hộp. Không vào. Rất tiếc là bóng đi vọt sang ngang.
một cơ hội rõ ràng cho đội tuyển Việt Nam để nâng tỷ số lên 2-0. Và chạm bóng rất khôn ngoan của Nguyễn Thị Hoa. Thúy Hằng. Thúy Hằng cần chuyền bóng sớm hơn. Đá có lỗi của đội tuyển Myanmar. Và đây là một góc đá phạt rất thuận lợi cho Tuyết Dung. Nếu như Thúy Hằng vừa rồi chuyền bóng sớm hơn thì đội tuyển Việt Nam có tới 2 phương án tấn công, khi mà cánh trái di chuyển cũng rất thoáng và đồng đội ở phía bên trong cũng đã sẵn sàng cho một tình huống nhận bóng. Đó cũng mới là pha chạm bóng của cầu thủ mới vào sân thay người Thúy Hằng thay cho Hải Yến. Bây giờ thì tôi chờ đợi cái đặt lòng chân phải rất ngọt của Tuyết Dung. Khoảng cách có phần hơi xa nhưng góc sút lại rất rộng. Tuyết Dung hay Vũ Thị Nhung? Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Rất nguy hiểm! Nếu như cự ly gần hơn một chút thôi, chị Tiểu Huyền ạ, có thể đó sẽ là một bàn thắng. Góc sút là rất rộng rồi, Tuyết Dung cũng đã đặt lòng rất khéo, nhưng rõ ràng là khoảng cách hơi xa. Chính vì vậy mà tính bất ngờ là không cao cho tình huống cứu nguy vừa rồi của thủ thành Phu Nghion. Đó là sự linh hoạt trong việc áp dụng luật mới của FIFA. Đã có sự lúng túng của hàng phòng ngự đội tuyển Myanmar. Tuyết Dung đã đảo cánh. Vũ Thị Nhung. Quả tạt rất nguy hiểm. Vũ Thị Hoa chưa vào. Như vậy trọng tài xác định là có lỗi của Thúy Hằng. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Myanmar. Số 27 bên phía đội tuyển Myanmar. Đó là Julie Kyo, một tiền đạo được vào sân để thay cho Ye Yeo. Nhưng có lẽ thì Myanmar không còn lựa chọn nào khác. Và đây là một thế trận mà hai tiền vệ cánh của chúng ta có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Thúy Hằng. Sức trẻ của Thúy Hằng. Số 24 đang bứt tốc, vẫn là Thúy Hằng. Chậm mất rồi. Tuyết Dung vẫn trong cuộc, đó là các cầu thủ áo trắng vào rồi. Hay không rồi, và đó là Huỳnh Như. Cái tên mà chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tỏa sáng. Và bây giờ thì rõ ràng thời gian không còn nhiều và đội tuyển Việt Nam đang có quá nhiều thời cơ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về đội tuyển Việt Nam để hướng tới vòng chung kết giải vô địch châu Á 2018. Chị đang nghĩ đến gì, điều gì Tiểu Huyền? Tôi thì tôi nghĩ đến việc thay người của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tôi đang lăn tăn là không hiểu vì sao mà lại đưa ra một cầu thủ có còn tương đối ít kinh nghiệm như Thúy Hằng vào sân. Rõ ràng so với phần còn lại thì Thúy Hằng ít kinh nghiệm hơn. Nhưng rồi tôi chợt tự trả lời với mình rằng có lẽ đó là sức trẻ của Thúy Hằng. Và đúng lúc này thì Thúy Hằng cũng đã tỏa sáng, dù cho Huỳnh Như mới là người dứt điểm cuối cùng. Nguyễn Thị Xuyến. Phía trên là cả Huỳnh Như và Thúy Hằng. Thúy Hằng cơ hội để dứt điểm. Không vào. Bóng đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn Mia Phung Nghion. Sự thay đổi với một nhân tố mới làm cho sức tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng có được một nét tươi mới hơn. Và nhất là khi mà hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar đã phần nào thấm mệt kể từ đầu trận. Thúy Hằng, kể từ khi vào sân Thúy Hằng có rất nhiều bóng. Nguyễn Thị Liễu vẫn đang là số 8 của đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như có thể dứt bóng thẳng. Tuyết Dung đang di chuyển. Huỳnh Như đã quyết định dứt điểm về góc xa. Thời gian không cho phép để chờ đợi Tuyết Dung lên để thực hiện đường căng ngang. Dứt điểm vừa rồi là hoàn toàn hợp lý. Gần như chỉ có một mình Huỳnh Như trong tình huống vừa rồi. Chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để khen ngợi cho Vũ Thị Nhung, một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Và người vào sân là Nguyễn Thị Nguyệt, sự thay đổi bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Chủ động cả về chiến thuật, thế trận và cả nền tảng thể lực nữa. Thêm một chiếc thẻ vàng được rút ra.
Đây là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thẻ vàng dành cho trung vệ đội trưởng Bùi Thị Như. Và cũng là cơ hội để thủ môn Kiều Trinh có thể trổ tài. Góc sút khá rộng. Đội tuyển Myanmar đang bàn nhau rất kỹ. Người đá phạt không phải là Khin Malatun. Cầu thủ này đang đứng chắn góc nhìn của thủ môn Kiều Trinh. Bóng thẳng vào vị trí mà thủ môn Kiều Trinh đã chọn. Một pha phối hợp phức tạp nhưng không mang lại hiệu quả. Và lúc này trọng tài Chi Liang đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-0. Như vậy là đội tuyển Việt Nam có được thành tích toàn thắng ở bảng D, 4 trận thắng với 12 điểm, ghi được 27 bàn thắng và để thủng lưới chỉ một lần duy nhất